Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ lao qua lên một cái video. Các bạn ạ, các bạn cũng biết rồi đấy, miền Trung rất là khổ luôn. Các bạn yêu ai yêu mến thì các bạn đang các bạn nhìn xem chỗ này này, bên này này. Đấy, rất là khổ luôn. Chỗ này mình tối qua mình đêm mình suy nghĩ, mình rất là thương, rất là buồn. Các bạn ai có động lực thì ai ở miền Trung thì cố lên tất cả mọi người, và phải bình tĩnh, rất là đơn sơ để mình ra nhiều clip cho các bạn xem. Đấy, các bạn xem trên chỗ video này này, rất là hay, rất là buồn, rất là khổ sở luôn. Đấy các bạn ạ, mình rất là buồn luôn các bạn. Miền Trung ơi, cố lên, miền Trung cố lên. Cảm ơn các bạn nha.